jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ các bạn nhìn như tấm hình này đi. Thấy các bạn thấy một cái bàn tay màu đỏ cầm một cây dao trong bộ phim Skibidi Toilet. Thì các bạn có biết ai đang cầm hay không? Khả năng cao là các bạn có thể trả lời được, đó chính là anh Titan Speakerman đúng không? Nhưng mà mình đố các bạn nè, ngay bây giờ anh Titan Speakerman đang chuẩn bị tiêu diệt ai, biết trả lời được không? Khả năng cao các bạn cũng có thể trả lời được, đó chính là anh Titan TV Man đúng không? Rồi ok luôn. Nhưng mà bây giờ có một câu hỏi này mình hỏi các bạn mà chắc chắn khả năng cao là 99% người sẽ không trả lời được. Bởi vì 99% người đó xem chùa sao mà trả lời. Đó là đố các bạn, tập này là tập bao nhiêu trong Skibidi Toilet? Không biết đúng không? Không biết thì cho nên là ngay bây giờ nhớ để lại cho video một nút like để ủng hộ cho mình nha các bạn nha. Còn bạn nào cũng đã biết rồi thì cũng nhớ để lại cho video một nút like nha các bạn. Chứ kênh mình đang bị xem chùa nhiều quá các bạn à. 98% người xem chùa. Hôm qua là 99 nhưng mà hôm nay là 98 thì mình cũng vui hơn được chút. Nhưng mà lúc nào cũng 99, 98, 97, 95 rồi quay trở lại 99. Ôi trời ơi, kênh mình không thể nào xuống được 70% người xem chùa luôn ấy. Cho nên là các bạn thương mình á, nhớ để lại cho video một nút like nha các bạn nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký ở phía dưới để kênh mình sắp đạt được 30 người đăng ký nha anh em. Sắp gỗ anh em à, nhớ giúp cho anh chị nha, bấm nút đăng ký giùm lại nấm like nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Ai bấm like rồi bình luận phía dưới là anh chị ơi, em bấm like cho anh, em không phải là người xem chùa đâu, để mình thả tim nha các bạn. Còn bây giờ thì let's go baby. Bấm like nha, đăng ký kênh được các kiểu mấy cái đó quan trọng lắm á. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vô coi Skibidi Toilet người que tập 2 nha các bạn. Thì ở tập 1 hôm trước mình làm cho các bạn, có rất là nhiều bạn ủng hộ mình làm tiếp tập 2 luôn, nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tập 2 cho các bạn coi nha. Và giống như là bây giờ giống thấy con mèo này không? Con mèo này để lại một nút like thì các bạn cũng nhớ để lại nút like nha, thấy không? Con mèo mà nó còn biết bấm nút like là các bạn thấy hay rồi đúng không? Nhìn cái tay của nó kìa đó, ngầu không? Thế cho nên là bây giờ các bạn cũng làm như vậy cho mình nha. Bắt đầu video thôi, let's go baby. Thì nếu như mình nhớ không làm đây là tập 47 luôn nè các bạn ơi. Tập 47 này sẽ là tập 47 của anh Da Phu là anh hai của mình Blu-ray nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh đây coi có giống không nha. Anh đang nói là tôi nghĩ đây là một cái bẫy Super Foul gì á. Và thằng G-Man đang tới các bạn à. Mày giỡn mặt cái G-Man, đừng đùa với anh nhé. Tập này mình nói các bạn nghe vừa ngầu nhưng mà cũng vừa buồn các bạn à. Đây nè, thằng quỷ Skibidi Toilet mái cưa này mình ghét cái lắm luôn á. Mày láo, mày cho mày đi luôn. Ê mà thấy em ghê không? Bình thường á Toilet là phải xả nước để chết nha, nhưng mà bây giờ ảnh mạnh đến mức mà Toilet ảnh đấm cho chết luôn là thấy ghê cỡ nào rồi đúng không? Nói chung mình cũng hâm mộ anh lắm nhưng mà không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Let's go, đừng đùa. Và đây, các bạn có nhớ hồi nãy hình nãy mình cho các bạn coi không? Chính là cái khúc này nè các bạn. Cay đúng cay luôn. Kiểu lúc cái khúc này mình vừa thấy tội nghiệp mà vừa thấy buồn luôn á các bạn. Các bạn nào giống mình thì bình luận là em giống anh nha. Và đây con ký sinh nó tính vô nó cay hết khúc cuối nè. Nhưng mà sao mà được, anh ấy bỏ chạy rồi. Ok, cùng nhau vô coi người quen như thế nào nha. Trời ơi, chưa gì là đã bị thằng quỷ G-Man này xử rồi. Anh hai mình hả bạn, Da Phu? Đây, 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 cái này là trong người quen các bạn ơi. Anh Speakerman chạy ngang, anh Titan TV Man dí theo. Vào, G-Man tới kìa. Wow, chiếu tia laser luôn. Đấy, chiếu tia laser nhưng mà chiếu ngay cái chỗ áo giáp nên ảnh không hề suy nhê gì. Và ảnh bật đèn để chống cự lại nữa bạn. Đấy, đừng buồn nha em. Buồn gì thì cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào các bạn à. Thấy coi đúng không? Đúng bấm nút like liền. Okay, thằng mấy cưa tới kìa. Oh, cưa hai cái la luôn. No, God, please, no, no, no. Rồi đâm cái móng vuốt vô và bị nó cưa mất hai cái móng vuốt. Thằng G-Man nó bắn đằng sau bể cái đồ xịt lửa jetpack và bật đèn nó. Rồi bây giờ tôi là Speakerman bay vô đâm cái nổ đùng cái kìa. Ô, có nguyên con dao mùa nó đỏ luôn. Các bạn nghe cái màn hình luôn nè, bạn thấy không? Đây nè, đây nè, đây nè. Ui, công nhận mấy người này làm hay thiệt luôn các bạn. Có nhiều bạn hỏi là anh chị ơi,
cái tựa game này tên gì vậy, em cũng muốn làm giống như người ta để cho anh coi. Thì cái tựa này game mình làm gì, Melon Playground nha các bạn nha. Đó, bạn nào mà muốn làm phim này lên thử làm, mà mốt mà làm hay anh Jay sẽ coi cho các bạn nha. Đồng ý không? Đồng ý làm liền nha bạn. Skibidi Toilet phiên bản kiếm nhật. Và đây thằng ký sinh nó cài hết khúc cuối. Rồi anh bay đi rồi các bạn ơi. Rồi và đây là mình nè, mình với các bạn á, khúc đó là bị thằng Jimmy nó bắn á. Rồi tập này là tập thứ mình nhớ không lầm là tập này là tập 49 phải không ta? Ủa phải tập 49 không ta? Ừ hình như tập 49 đó, đúng rồi đó. Đó anh cameraman kêu tín hiệu rút lui nha, này là rút lui chứ không phải là dislike, rút lui. Skibidi gớm ghiếc. Ơi từ từ, gặp chị phải chỉnh lại đẹp trai chứ, đúng không bạn? Gặp idol á là gặp crush, gặp đẹp trai đàng hoàng chứ. Ui mới cười tới nè, không sao không sao, coi đây. Hay ghê, nhìn hay ghê đó, tông một cái. Ok, mà chị quay trở lại khúc này là chị sẽ lại ôm chúng ta các bạn ạ. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Ơi, đã, khoái không? Khoái bấm nút like liền. Đã thiệt chứ. Mà mặt chỉ còn dễ thương cutie nữa bạn. Rồi, nhưng mà chị cũng dũng cảm đó nha. Vô căn cứ của Titan cameraman cấp 2 nè các bạn. Ok, cùng coi người quen người ta làm như thế nào nha. Đau. Ây, một anh cameraman đang bị thương, đang nằm khúc đó, chắc là đang rút tín hiệu rút lui á. Skibidi Toilet máy cưa. Nè, ôi, đây nè, rút tín hiệu rút lui mới là cái đó. Đây nè, thằng mới là máy cưa nè. Ok bạn ơi. Ê, thằng đớn ghét kìa. À, vậy là cái người mà đang nằm cái chỗ này chính là chúng ta đó các bạn. Oh my god. Ê, nhìn chúng ta khá là tội nghiệp luôn. Ê, chị TV Woman nè. Trời ơi, cu te dữ. Nice. Xịt lửa luôn, ok. À, thằng này là máy cưa vô đây đúng không? Để chị rút cái đầu ra. Trời ơi, cho mày nó ghê quá à. Ôi, tông cho nổ luôn. Rút cái đầu lại. Không biết là chị ấy có làm cái khuôn mặt kia không nữa ta. Theo các bạn nghĩ là chị có làm hay không? Ngay bây giờ cho các bạn 3 giây bình luận nè. 3, 2, 1, hết giờ. Và nếu như các bạn bình luận là có thì mình rất là vinh hạnh để bây giờ coi nha. Còn bạn nào bình luận không thì anh em khá là sigma đấy. Ok, được rồi, vô coi thử góp nè. Mình mong là có bạn ơi. Ui, à chưa mà. Có kìa, dấu bé, dấu lớn hơn, rồi dấu W, rồi dấu bé hơn nha các bạn nha. À, được. Nghe bây giờ các bạn hãy vô phần chat cho cái phần video này nè, bình luận cái câu á liền nha các bạn nha. Đó, dấu lớn rồi W xong rồi dấu é nha các bạn. Tín hiệu khá là dễ thương các bạn. Cái mặt đó mà làm ngoài đời như thế nào ta, chắc là vậy nè. Ê không, mình không làm được bạn ơi, cái này chắc con gái mới làm được. Ôi ghê, chỉ là biến mất rồi kìa. Và chúng ta đang ở căn cứ của những anh cameraman. Người ta làm hay dữ hả? Có cái đầu camera ba đầu luôn nè. Ghê, làm đúng đẹp luôn. Được đấy. Tập này là tập, theo mình nhớ là tập thứ 51. Ủa vậy tập 50 đâu? Ui, mày này không làm tập 50 mà làm tập 51. Ok, tập 51 làm mới khó nha. Lòi xương. Skibidi Toilet lòi xương. Mày. Ủa nó né ghê không? Mấy đứa né ghê lắm. Thì nó né ghê nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi. Titan cameraman xịt lửa bay cũng nhanh lắm. À chú sao vô đây đúng không? Chuẩn bị. Trời ơi mẹ ăn cua đấm nè. Ăn lửa đi, lộn ăn tiêu nguyên tử đi. Rồi, xuống dưới giam giường đi cha. Xả nước đi quậy quá. Cameraman Kirito uống like liền. Đó tụi nó tới kìa. Lại đây mấy chú, anh sợ gì? Trời ơi, đâu coi người quen làm như thế nào đây. Titan cameraman cấp 2 người ta làm người quen đẹp quá các bạn. Nhìn đẹp không? Oh my god. Wow. Hơi bị đẹp nha mày nha. Ngầu ghê, bắn súng luôn kìa. Ok, cân được hai đứa rồi. Triple kill, Wara kill. Chưa, thằng này chưa, thằng này chưa.
Chuẩn bị đánh cái đùng cái bể cái áo giáp cho mẹ ăn lửa luôn. Penta kêu. Ê mà sao kỳ em? Ha, cái này nó hơi kỳ kỳ nha. Biết sao không? Thấy cái lửa màu đỏ đỏ này nó đang đẹp đẹp nha bạn. Tự nhiên chiếu cái lửa này vô cái thấy nó xấu ngang. Thấy nó giống ghép á bạn ơi, nè hàng ghép á ta. Nè làm cái lửa này không vô làm, lượm lửa này đẹp không làm. Mày ơi, trời ơi, ôi, hàng này nó né đó bạn. Mày né hả mày? Ở trong phim là cầm quay 360 độ, còn ở trong đây là cầm vậy nè. Được, 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 được. Cũng hay. Rồi bắn vô một cái, banh sát luôn. Mày nổ nhiều. Lại là cái lửa ghép này nữa. Tiêu nguyên tử là phải màu xanh ok. Nói chung là cái nhân vật này làm cũng hay. Cam Kirito kìa. Bấm like liền. Anh này cũng bấm nút like luôn. Okay. Ủa đâu, anh không kêu bấm nút like. Khúc này là anh đang kêu vậy nè. Trời mình lộn, mình lộn. Ok, tiếp tục qua tập mấy đây? Tập này là tập mấy ta? Hình như là 50, 52 luôn các bạn. Thằng Skillet phiên bản cầm mã đấu và anh Kirito cấp 2 tới giải cứu chúng ta. Đi tập này là ai xuất hiện không? Đi với ông camera woman nha. Kệ chạy đứng bên hông á các bạn. Nè giờ chỉ đi vô nè. Ra chỗ khác đi ní ơi. Có nhiều bạn cô. Chị này là người yêu của anh cameraman Kirito. Mình cũng không biết nữa. Theo các bạn là chị ấy có thực sự phải là người yêu của anh cameraman Kirito hay không? Mình thấy chị ấy hợp với thanh niên sát boy hơn các bạn à. Rồi chuẩn bị coi nè. Ghê chưa? Đủ rồi. Chuyển qua chế độ sát thủ. Bắn hết sọt. Ôi thằng này bắn một viên chưa chết, bắn thêm hai viên cho chết luôn. Ok, khá là kinh dị các bạn ạ. Rồi để coi coi trong người quen ta làm sao đây. Đây, bị mất cái tay. Thằng này tới. Và anh Kirito xuất hiện. Ok, cũng được. Mấy mày trực thăng tới kìa. Tài tình Caramel cấp 2, quăng đi luôn. Nổ liền. Mấy anh bác sĩ tới hỗ trợ nè các bạn ơi. Mấy anh này tới để hàng mối nối lại để chữa bệnh cho đó. Oh my god. Đâu. Hai nút like đúng luôn. Chị TV ông camera woman. Lộn. Các bạn thông cảm nha, mình cứ hay nói chị TV là bởi vì mình crush chị ấy mà. Okay. Đâu để coi. Wow, một cái súng này thể kể bạn. Ghê. Anh Kirito hay quá, phải bấm nút like cho chị ấy luôn à. Quá dữ. Nhưng mà có vẻ lần này người ta làm xấu hơn chút rồi các bạn ơi. Tập này là tập thứ 53 nha các bạn. Nào để coi tập này người ta làm lại được ở trong người que không nha. Anh Carmen Kirito, anh Speakerman cỡ lớn và con Skibidi Toilet dịch chuyển xuất hiện. Nó bắn anh một cái ảnh bay màu luôn bạn. Rồi để anh cho. Để anh mà anh quýnh hụt không. Để anh báo được cái chữ. Báo được cái chữ. Lên em ơi. Đi nào. Đội quân lại lên. Và có xe tăng siêu thiết giáp. Ê mà biết sao không? Mình thấy hơi bị buồn luôn bạn. Ví dụ như xe tăng bình thường là đã buồn. Đã đập tên là xe tăng siêu thiết giáp. Mà dính acid có xíu rồi là hư xe tăng mất tiêu rồi. Tập mới nhất đó các bạn, tập 55 đó. Ok, bấm like, dành vừa đi vừa bấm nút like. Nào để coi. Hay cũng đúng rồi đó. Ê! Sai! Đố các bạn, vừa mới bắt đầu video này mà cái người ta làm người web bị thiếu nhân vật gì? Nè, coi lại từ đầu nha. Bị thiếu một nhân vật rất quan trọng. Đây. Vừa mới vô nha. Vô đây là mới có 3 anh cameraman phiên bản bự. 3 con Skibidi Toilet. Anh Titan cameraman cấp 2 đang bắn súng. Rồi ok. Bắn những đứa Skibidi. Anh Kirito. Và các bạn đã thấy thiếu ai không? Sao mà thấy được đúng không? Không thấy thì bấm nút like đi, mình trả lời cho nghe. Đó chính là chị Camera Woman nha các bạn nha. Tập này mới vô của chị đó.
làm thiếu rồi. Ừ. Thằng dịch chuyển kìa, nó bắn một cái ba màu luôn. Anh Kirito đòi lên cân, nhưng mà anh ta định cho Menker là để anh cho. Để anh cho mà anh chậm quá à. Thấy chắc là để Kirito thấy nhanh hơn các bạn. Anh Kirito anh làm lẹ lắm. Làm gì cái tay làm gì. À thì chắc đang kêu những người đồng đội tới đó bạn. Ủa đây là xe tăng nữa bạn ơi. Sao xe tăng này làm nhìn giống ở Bình Dương vậy. Ơi nhìn cái thằng cha này nó mắc cười lắm. Ơi nhìn cái thằng cha này ngồi nè các bạn. Người ta ngồi người ta dựa vô ghế đúng không. Thằng cha kia ngồi cong cong cái người chu đích ra nữa trời ơi. Ở đằng sau này cũng có một ông ngồi y chang luôn các bạn. Này cho coi. Đây nè ông này còn ngồi ghê hơn nữa. Góc phải màn hình. Ngồi gì kỳ vậy. Oh my god. Ngồi vậy là thường thường là biết ai hay ngồi kiểu gì không. À thôi thôi được rồi tiếp tục đi. Đúng là tấu hài. Ê camera men sim lõa sát boy. Kìa đây để anh xử thằng này nhé có gì đâu. Em đẹp gái của em. Đẹp gái quá. Ok xài đứt tình cảm. Bắn ghê vậy. Xuống đây. Nói nhiều hả mày. Nhưng mà vậy thôi chứ anh cũng lên đường à. Cây thiệt chứ. Ê mà tính ra cái ông xin lỗi này ổng khôn ghê. Ổng ngồi ngay toilet ổng không bị gì hết trơn các bạn. Đấy chị đấy. Chị ấy đi ra làm cái khuôn mặt chữ O dấu sắc hay là dấu quyền. O O O vậy các bạn. Cái đó có nghĩa là ui ở đây có chuyện gì vậy. Ê dính con này. Mày lại đây tao nói chuyện coi. Bắn headshot. Rồi chuẩn bị có đứa làm sad boy rồi. Ok đây, cảm ơn anh rất nhiều nha. Nhưng mà thanh niên sad boy này. Ê, đừng cười. Cứ mỗi lần mình cười thanh niên này xong là thấy khúc sau thấy xui xui liền á bạn. Đây người ta làm lại nè đó. Đang ngồi coi hình, đang ngắm hình của chị TV Woman trên điện thoại đó các bạn. Bắn cái súng ra. Tiêu diệt con Skibidi đi. Đấy, lại sợ khuôn mặt thiệt các bạn. Hay làm hay. Ok được làm giống làm giống. Ui bắn ghê vậy sao. Xuống đây. Anh này lại xả nước nó một cái coi. Đúng luôn. Ok một nút like. Ui vàng này nó cho ba màu luôn. Ui ơi. Chị TV Woman xuất hiện rồi kìa. Nãy chị quay 360 độ. Ui dữ vậy. Thằng này nó bị thao túng rồi. Headshot. Được rồi, gắn vô lại cái đầu chị ấy. Và đây là anh cameraman máy móc nhìn ngầu dở lắm các bạn. Nhìn ghê không, ngầu không, ngầu không. Ngầu chứ sao không ngầu. Thấy gì không. Thôi cha ơi, biến mất rồi cha. Ý buồn. Gặp cái đầu xuống là buồn rồi nhá bạn nha. Ăn không nổi thì cái chứ. Ok. Và đây chính là tập mới nhất, tập thứ 55 nè các bạn. Nào. Đây Welcome, tụi nó sẽ đến. Và có hai thằng đến thiệt luôn. Bắn nó một cái, cho mày rớt này. Tiếp tục, bây giờ sẽ là những đứa Skibidi mãi ở phiên bản bồn cạo là bồn tắm ba đầu. Một thằng lên đường. Tiếp theo hai thằng lại đây. Cho ba thằng mày đi luôn. Nói nhiều với đại ca hả. Khúc này thằng quỷ nè. Đáng lý nha các bạn. Cái thằng này nè là nên để cho anh Kirito xử lý. Còn anh Titan cameraman là phải đi đằng trước để bảo vệ anh em các bạn à. Nhưng mà lúc này là một sự sai lầm. Anh Titan cameraman ảnh cay cái thằng này nên ảnh dí theo. Đó tự nhiên cay nó ở tập trước làm chi. Bây giờ cái thằng quỷ nó ra nó xịt axit tùm lum hết. Trời ơi nhả nước miếng. Nói nghe em. Ê, thằng này nhìn giống thằng bạn của mình ngày xưa mình đi học cấp 2 các bạn. Nó đi học nó không đánh răng các bạn. Cái miệng của nó hơi bị ghê á. Ví dụ có chai nước không? Mình cho mình xin chai nước nó mình uống rồi mình mở ra cái. Y chang bạn của mình luôn. Ở các bạn có thằng bạn nào mà nó không đánh răng đi học hãy bình luận giống ở dưới cho mình nha. Để mình là có, mình có hai thằng luôn mày. Đấy. Mày nấu nhiều hả con trai. Nhưng mà bể cái súng rồi cây thì chứ. Này em. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy là ảnh thực sự rất là căng thẳng luôn. Kiểu rất là tức giận luôn bạn. Không bấm nút like luôn. Trời ơi. Và đây là làm ở trong người que nè.
Cameraman Kirito. Đấy, xe tăng đang vô. Trên xe tăng nhìn nữa kìa. Lại ông nổi đi nữa. Trời ơi là trời. Xe tăng ngồi kỳ vậy. Ngồi đàng hoàng trời ơi. Trời ơi. Ok ok, nhưng mà ngồi trong xe tăng này cũng khá là mạnh, không lo. Chỉ có bị lo ba thằng này, không, ba thằng này cũng không lo, lo thằng kia thôi. Một thằng trước, thằng thứ hai và thằng thứ ba cho đi luôn, ném vô cái nhà, lủng cái nhà luôn. Rồi khúc này thằng Skibidi Toilet dịch chuyển nó đang bắn những cái máy bay nè. Cái ảnh đi ảnh trả thù các bạn, ảnh cây nó anh dí theo. Mà đáng lý ra ảnh không nên làm như vậy các bạn à. Trời ơi thằng xương nè các bạn. Bắn bao nhiêu tia laser vô nó cũng không xi nhê. Và nó bắt đầu nhả nước miếng mầm thúi của nó ra. Ui trời ơi. Acid tùm lum tùm la, mày lão quá. Trả anh em tao lại đây. Nhưng mà đã quá muộn rồi các bạn à, bể mất cái súng laser luôn rồi. Ok. Đúng là một tập khá là đau buồn, những quyết định sai lầm của đại ca chúng ta các bạn à. Và video của mình tới đây cũng đã phải kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều. Nếu như bạn thích video này, đừng quên để lại cho mình nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới nha các bạn. Các bạn thấy video này hay không? Hãy bấm nút like này nha các bạn. Chứ dạo này bấm like ít qua bấm nút like cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì bye bye.